Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Bây giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người từ chí tánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Ngày nay nếu anh chị em có dịp viếng thăm đất nước Do Thái thì cách Jerusalem khoảng 7 cây số có một địa danh tên là En Karem. Ở đó có một cái đền thờ tên là Visitation Church, tức là đền thờ thăm viếng. Vừa bước ngay vào cổng đền thờ nằm trên vách núi, chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh rất là dễ thương. Đó là bức tượng bằng đồng, hai người phụ nữ chào nhau. Một người thì cái bụng có phần nhô nhô cao hơn một chút, còn người kia thì thẳng hơn một tí. Ai trong chúng ta cũng đoán được đó là ai và là ai. Đó chính là Đức Mẹ và bà Elizabeth. Và đằng sau bức tượng đồng ấy thì là bức tường. Trên bức tường đó, người ta đặt vào đó những cái khung, những cái bản dịch bằng nhiều thứ tiếng khác nhau lời kinh Magnificat mà chúng ta vừa nghe. Đây là một biến cố vui mừng, giống như chính Tin Mừng đã mô tả. Khi vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà Elizabeth được đầy thánh thần. Bà kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu tôi đến với tôi thế này?" Đó là cuộc gặp gỡ, nếu nhìn từ bên ngoài, chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường của hai người phụ nữ, cũng giống như bao nhiêu cuộc gặp gỡ khác mà chúng ta có thể thấy được trong cuộc sống. Nhưng mà có thể nói trong biến cố mà chúng ta vừa nghe Tin Mừng Luca mô tả, đây là một biến cuộc gặp gỡ vô tiền khoáng hậu. Không chỉ sự gặp gỡ của hai người phụ nữ, mà tôi đố anh chị em có tất cả mấy người? Có tất cả 4 người. Hai bà mẹ chào nhau và hai đứa con cũng chào nhau. Thật là dễ thương. Và cuộc gặp gỡ này tràn đầy niềm vui, bởi vì bà Elizabeth được tràn đầy thánh thần, còn Đức Maria thì cưu mang con Thiên Chúa làm người trong lòng mình.
Đây là cuộc gặp gỡ mà không chỉ của hai phụ nữ gặp nhau như chúng ta thường gặp, mà cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với dân người. Ngôi lời nhập thể trong thân thần xác phàm đã viếng thăm người anh em họ của mình là ông Gioan Tẩy Giả. Và biến cố là được ghi lại, và những lời được đặt lên miệng bà Elizabeth thật lạ lùng thay là những lời khen ngợi mà chúng ta thấy đã được loan báo trước khi Thứ Thần Sứ Thần truyền tin cho Đức Maria. Hỡi đấng đầy ơn phúc. Anh chị em thử để ý xem, trong bản văn ngày hôm nay thì có ba chữ phúc được nhắc tới. Thứ nhất, bà Elizabeth nói với Đức Maria rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Và sau đó trong lời kinh Magnificat, Đức Maria tự xác nhận: phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đó là lý do tại sao mà chúng ta hiểu Hội Thánh không tiếc lời ca tụng mẹ. Hội Thánh qua suy gẫm của 20 thế kỷ nhận ra những đặc ân lạ lùng mà Thiên Chúa ban cho mẹ. Đặc ân quan trọng nhất là trở thành mẹ của con Thiên Chúa làm người. Và từ đó mẹ được đặc ân vô nhiễm, và ngày hôm nay giáo hội cử hành cái mầu nhiệm, mẹ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Cho nên ngày lễ hôm nay là ngày lễ của niềm vui, và niềm vui này phát xuất từ tình thương lạ lùng mà Thiên Chúa ban xuống trên Đức Trinh Nữ Maria. Và đó không phải là một con người xa lạ với chúng ta, đó là mẹ chúng ta, người mẹ trong lòng tin. Chính vì vậy mà hôm nay tôi cùng mời gọi anh chị em suy nghĩ về mẫu gương Đức Maria được chúc phúc bởi vì mẹ đã tin. Và đức tin của mẹ trở thành mẫu mực cho chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Nếu chúng ta nhớ lại lời bài đọc 1, thì sách Khải Huyền nhắc về một người, một điềm lớn xuất hiện trên trời. Một người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai đang kêu la đau đớn quằn quại vì sắp sinh con. Lại có một điềm lạ khác xuất hiện trên trời. Đó là một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu có vương miện, đuôi nó quét 1/3 các ngôi sao. Rồi con mãng xà trực sẵn trước người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Chúng ta thấy một hình ảnh khủng khiếp, sự đối đầu giữa cái thiện và cái ác, sự đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, sự đối đầu giữa một bên là ân phúc của Thiên Chúa và bên kia là thế giới của ma quỷ. Và những gì được mô tả trong sách Khải Huyền, người ta nhận ra rằng đó là hình ảnh của dân Thiên Chúa đã phải khó nhọc thế nào để thai nghén sinh ra đấng cứu thế. Và giáo hội trong suy gẫm của mình nhận ra người phụ nữ đó không ai khác chính là Đức Trinh Nữ Maria trong việc hạ sinh ra con Thiên Chúa làm người. Và ngày nay chúng ta dễ dàng nghĩ rằng Đức Maria có phúc vì Chúa ban cho mẹ nhiều đặc ân. Nhưng chúng ta cũng cần suy nghĩ một cách thực tế hơn. Đức mẹ đã sống đức tin thế nào để được những đặc ân đó? Và những gì Đức Maria đã đối đầu trong cuộc sống cá nhân của mẹ, cũng như trong kinh nghiệm của dân Chúa trong suốt dòng lịch sử và của Hội Thánh ngày nay, thì cũng y như vậy, ngày hôm nay chúng ta đang đối đầu với một thế giới cũng đầy những sự dữ, bóng tối và tội ác. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều. Đức Maria là mẫu mực sống đức tin trong một thế giới vô thần. Hình ảnh con rồng đó mà sách Khải Huyền mô tả không gì khác hơn là các tác giả tin mừng muốn ám chỉ đế quốc Roma. Một thế lực có thể nói là số một trong thế giới thời bấy giờ. Và thế lực đó không tin có Thiên Chúa.
Cách nào đó chúng ta trong thế giới ngày nay, không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới này đang diễn ra một cái tình trạng mà không chỉ có những người cộng sản mới không tin có Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới tục hóa. Người ta dần dần loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Không phải Jean-Paul Sartre tuyên bố rằng Thiên Chúa đã chết. Thiên Chúa thực sự đã chết trong lòng nhiều người. Bởi vì người ta tin rằng nếu như tin vào Thiên Chúa thì một cách nào đó con người bị nô lệ trong những luật lệ, trong những điều kiện, trong những đòi hỏi của đức tin. Cho nên một trong những cái để giải thoát con người ra khỏi tất cả mọi sự nô lệ, mọi hình thức nô lệ, đó là loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Đức Giáo Hoàng Francis de Benedicto 16 đã hình dung tình trạng này giống như tình trạng của cái đứa thằng con thứ trong Tin Mừng Luca. Nó đòi cha chia của để rồi sống một cuộc sống tự do theo sở thích. Để rốt cuộc nó kinh nghiệm được là khi mà nó rời bỏ nhà cha và sống theo sở thích của nó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Đức Maria là mẫu gương sống đức tin trong một thế giới vô thần. Bởi vì Đức Mẹ không chỉ tin có Thiên Chúa, mà Đức Mẹ còn tin rằng Thiên Chúa có thích, là đấng đầy yêu thương, có thể cứu dân người. Mẹ tin rằng là Thiên Chúa có ý định của người, và trên hết mọi ý định Thiên Chúa là số một. Chúng ta thấy điều này ở nơi Đức Maria và trong biến cố truyền tin. Đức Mẹ đã nói với sứ thần trong lời cuối cùng: xin hãy thành sự cho tôi như lời sứ thần truyền. Điều này nó trái ngược với một xu hướng khác. Sau cái chủ nghĩa vô thần, chúng ta thấy thế giới hiện đại là một thế giới chủ trương duy cá nhân. Người ta chỉ biết mình thôi, người khác ra sao mặc lòng. Chúng ta đang sống trong cái năm mà giáo hội dành ra để cầu nguyện cũng như học hỏi, giúp các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Thì chúng ta nhận ra điều này, với rất nhiều con người ngày nay và đặc biệt các bạn trẻ, họ coi chuyện hôn nhân gia đình là chuyện riêng tư, chả dính dáng gì đến Thiên Chúa. Đức Maria có lẽ cũng vậy, cách nào đó. Mẹ đã có một kế hoạch, và với Giuse hai người đã đính hôn với nhau. Nếu theo lẽ thông thường thì có lẽ Đức Mẹ và Thánh Giuse sẽ nên một gia đình như bao nhiêu gia đình khác, để rồi cũng sinh con đẻ cái và cũng sống như bao nhiêu người Do Thái khác sống cùng thời. Thế nhưng chúng ta thấy đang lúc như thế thì Chúa lại sai sứ thần đến. Điều chúng ta nói rằng là ân phúc thì tôi nói rằng Đức Maria bị Chúa đặt trước một nghịch cảnh. Đề nghị Đức Maria là mẹ con Thiên Chúa là người. Một điều chưa hề xảy ra trong thế giới loài người. Ngoài cái chuyện mẹ không thể hiểu được là một chuyện khác. Đức Maria đứng trước lời đề nghị của Thiên Chúa đã bỏ ý riêng của mình và để cho ý Chúa được thành sự. Chúng ta xem như cái lời xin vâng của Đức Maria quá nhẹ nhàng. Tôi thấy chẳng nhẹ nhàng gì cả. Bởi vì ngay khi chấp nhận ý định của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, điều đó không làm cho cuộc sống Đức Maria dễ dàng hơn, mà ngược lại. Mẹ sẽ phải giải thích thế nào với Giuse? Mẹ sẽ phải giải thích thế nào với tất cả cái thế giới Do Thái thời bấy giờ? Mà nếu như người một phụ nữ sinh con mà không có chồng thì sẽ bị ném đá cho đến chết. Chưa nói tới chúng ta thấy biết bao là sóng gió
khi Đức Mẹ đón nhận con Thiên Chúa làm người trong thực tế lịch sử. Sinh con ngoài bờ bụi, sau đó là phải trốn sang Ai Cập bị truy sát. Và cuối cùng là gì? Nhìn thấy con mình chết treo trên thập giá. Cho nên Đức Maria là mẫu mực của đời sống đức tin trong thế giới, một cái thế giới mà người ta chỉ biết có mình. Người ta gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Người ta cho rằng chỉ có mình mới có nắm vận mạng của mình thôi. Thì gương mẫu của Đức Maria dạy cho chúng ta rằng không. Nếu như chúng ta biết đặt để ý định của Thiên Chúa vào trong cuộc đời của mình, nếu như chúng ta có khả năng để cho ý Chúa được thành sự, thì đó mới là ân, là phúc. Và ân phúc đó không phải là một điều tự nhiên trên trời rơi xuống. Ân phúc đó nó đòi hỏi con người phải biết đón nhận. Và không phải chỉ đón nhận bằng môi miệng, mà đón nhận bằng cả cuộc đời của mình. Chính vì vậy mà chúng ta thấy lời của Đức Bà Elizabeth nói với Đức Mẹ: em thật có phúc vì đã tin rằng mọi điều Chúa nói với em sẽ được thực hiện. Cái phúc của Đức Maria là cái phúc đã dám tin vào Thiên Chúa. Chúng ta tin một chút xíu thôi, còn tin quá ta sợ. Cũng giống như người ta kể một người đi vào rừng, chiều tọa chập choạng tối trên đường đi về, không may rơi xuống vực. Nhưng mà cũng còn một chút may mắn là anh ta bám được vào một cái rễ cây và treo toàn ten bên bờ vực. Trong lúc thập tử nhất sinh như vậy thì người ấy kêu lên: cứu tôi với, cứu tôi với, help, help, please help. Bỗng có một tiếng vọng tới: có ta đây. Người ấy vui mừng hỏi: ngài là ai? Ta là Chúa. Chúa ơi, Chúa cứu con với. Thì tiếng kia mới bảo: nếu ngươi tin là ta là Chúa, và nếu ngươi tin rằng ta có thể cứu ngươi, thì hãy buông tay ra. Bỗng một dấu lặng, sau đó người ta nghe thấy một tiếng kêu lớn hơn: có ai khác không cứu tôi với? Có những lúc trong cuộc đời Chúa đặt chúng ta trong những hoàn cảnh tương tự như Chúa đã đến với Đức Maria, và chúng ta đã quay lưng vì không dám tin rằng Chúa có thực hiện những điều ấy. Điểm thứ ba, Đức Maria là mẫu mực cho những người sống đức tin. Bởi vì mẹ không chỉ sống đức tin cho riêng mình, mẹ sống đức tin để đón nhận con Thiên Chúa làm người, và để rồi mang Chúa đến cho người khác. Ngày nay trong tòa giải tội, một trong những cái tội mà xin lỗi cho phép tôi được khai của chị em phụ nữ là tội nói xấu người khác. Còn bà Maria với bà Elizabeth gặp nhau thì toàn là những lời ca tụng Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài đã thực hiện. Đằng sau bức tượng ở En Karim là những bài thánh ca Magnificat bằng tất cả các thứ tiếng trên thế giới, có cả tiếng Việt Nam. Sống đức tin là biến cuộc đời của mình trở thành máng thông ơn Thiên Chúa, giống Đức Trinh Nữ Maria, là người mang Chúa đến cho người khác. Và chính vì có Chúa ở cùng, có Chúa đi với, cho nên ở đâu những bước chân Đức Mẹ đi tới đều tràn ngập niềm vui. Cho nên hôm nay, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ trong một cái thế giới cũng không khác mấy cái thế giới của giáo hội ngay từ ban đầu, hay cái thế giới trong lịch sử cựu ước, là đối diện với những cái sự dữ, sự ác mà ma quỷ đang rình rập chúng ta, thì chỉ có một con đường duy nhất mà Đức Mẹ dạy cho chúng ta, để rồi chúng ta sẽ trở thành những người được chúc phúc,
Đó là bất chấp hoàn cảnh thế nào, một lòng tin vững vàng vào Thiên Chúa, đón nhận ý định của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình và đem ý định đó làm cho nó được thực hiện trong cuộc đời của mình. Khi nhìn thấy hai bà cái tượng hai bà bầu mà chào nhau ở En Karim, tôi còn thấy thêm một ý nghĩa này. Đó là Đức Mẹ là mẫu gương của những người bảo vệ sự sống. Mà không chỉ Đức Mẹ, cả cái bà Elizabeth. Trong khi hai người vui mừng vì hai hài nhi trong lòng được Chúa ban cho, một người thì già nua hiếm muộn bây giờ mới được có con, còn một người thì mang lấy con Thiên Chúa làm người. Ngày nay có biết bao nhiêu người không nhận ra rằng đứa con mình mang trong lòng chính là ân phúc, hay chỉ đơn giản là một cuộc nợ cần phải loại bỏ. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta mẫu gương tuyệt vời của đức tin là Đức Mẹ, người đã dám tin vào Thiên Chúa, người đã dám để cho ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời của mình và mang Chúa đến cho người khác. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa ban cho chúng ta những ân phúc mà Chúa ban cho Mẹ. Xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui mà Chúa ban cho Mẹ. Và xin cho chúng ta có được cái can đảm của Đức Mẹ, sống điều Chúa muốn cho mình. Giờ đây xin mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một thiên